Kỷ Nguyên Hải Tặc tung bản update đặc biệt đấu trí đại chiến với giải đấu liên server mới toanh và hàng loạt tướng mới như Queen Dịch Bệnh, Luffy Snake Man và Nami S2. Trải nghiệm ngay tại kỷnguyenhaitac.com nhé. 10 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của các thành viên băng bù rơm. Yo, xin chào 500 anh em băng hải tặc xăm soi đã trở lại với chuyến hải trình. Băng hải tặc mũ rơm bao gồm 10 thành viên, hiện tại là băng cướp biển được yêu thích nhất. Một nồi lẩu muốn ngon, tuyệt hảo, phải đầy đủ các gia vị và topping. Going Berry chính là nồi lẩu đặc biệt nhất ở đại hải trình, hương nào cũng có, đậm đà từ thịt, ngọt từ xương. Mỗi người một vẻ, tất cả thành viên trong băng đều sở hữu tính cách riêng biệt, tấu hài, ngầu lòi và không ai giống ai. Cơ mà khi kết hợp lại, hết sức hoàn hảo. Hẳn mọi người không thể quên giây phút 10 người cùng nhau cạn chén rượu thề ở tập 980. Nó thực sự quá đỗi ấn tượng và đầy xúc động. Để kể ra những khoảnh khắc tiêu biểu của họ thì quá dễ đúng không? Nhưng nếu từng người lại không đơn giản tí nào. Dựa trên tính cách nhân vật, mình sẽ chọn ra khoảnh khắc được xem là kinh điển nhất của mỗi người. Ok, mời anh em cùng với Samsoi đến với 10 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của các thành viên băng mũ rơm. Let's go! Một, Luffy, Haki nứt đôi bầu trời. Mugiwara Luffy, vị thuyền trưởng bị thủy thủ đoàn gõ đầu nhiều nhất đại hải trình. Với tư cách con ông cháu cha, gia phả là đại thiếu gia, cứ lù đi tới đâu, càn quét đến đó, ngon đụng vô, có ông bà già lo hết. Xuyên suốt chuyến hành trình, cậu hạ không biết bao nhiêu tên cọm cán, từ hải tặc, hải quân đến chính quyền, từ biển lên đảo trời, rồi xuống đáy đại dương, chưa nơi nào mà băng mũ rơm chưa đặt chân đến. Điều khiến Luffy trở thành biểu tượng bất diệt là bởi dù cậu não cao su tờ đấy, nhưng mà một khi bật chế độ nghiêm túc thì không ai hơn được. Có rất nhiều khoảnh khắc camera bắt kịp chất đàn ông lịch lãm trong người não cao su. Một số hình ảnh đáng nhớ như lúc đấm thiên ông nhân ở Sabaody hay đứng trước mặt ba đô đốc ở Marineford. Thật khó chọn ra khoảnh khắc nào được xem là biểu tượng phò mã tộc Kusa. Và xét cho cùng, dựa trên ước mơ trở thành vua hải tặc của cậu, mình cũng chọn ra một khung tranh để đời. Đó là màn Haki báo vương đối kháng làm nứt đôi bầu trời của Kaido. Nó thực sự thể hiện toàn bộ phẩm chất của một vị vua hải tặc thời đại 2.0. Trước đó không lâu, cậu từng dõng dạc tuyên bố vượt mặt hai tứ hoàng Big Kai để khởi động trận chiến. Qua nhiều lần học lỏm từ tứ hoàng Bích Thú, giờ đây Luffy đã thực sự đủ trình solo cùng với ông ta. Khoảnh khắc hai người khiến bầu trời chia làm hai nửa chắc chắn sẽ là khung hình đẹp nhất từ trước tới nay của thuyền trưởng Mũ Rơm. Nó như lời khẳng định rằng cậu sắp sửa tiến đến ngôi vị cao nhất biển cả. Lời đánh thép với Kaido rằng thời của cậu cả nhà Monkey đã tới rồi. Đồng thời cũng là lời chào thăm hỏi đến những người bạn cũ ở đầu trời. Tôm cá đánh nhau, ngư dân khốn khổ, dân Skypiea chắc éo hiểu tại sao đang yên đang lành cứ động đất dữ dội như thế. 2. Zoro. Không, không có gì cả. Không phải bàn cãi đúng không? Đây chính là gương mặt ngầu nhất của anh đầu tảo sau hơn 2 năm ra khơi. Nó thể hiện đầy đủ phẩm chất cao quý của Zoro, một người xứng đáng đảm nhiệm vị trí thuyền phó của băng. Trận chiến với thất vũ hải Gecko Moria lấy đi toàn bộ sức lực của các thành viên. Thế nên, một khi mà thất vũ hải khác bạo chúa Kuma đến, họ gần như không có sức phản kháng nào, dễ dàng bị hạ gục chỉ với một chiêu. Trước tình hình nguy hiểm, tính mạng của thuyền trưởng bị đe dọa, có hai người dám đứng ra lãnh trách nhiệm thay Luffy là Zoro và Sanji, cặp cánh vua hải tặc. Họ chấp nhận đánh đổi mọi thứ để thuyền trưởng có thể được sống tiếp. Cuối cùng, anh đầu tảo là người được chọn. Với một người chính trực như Zoro, việc cúi đầu trước kẻ địch là điều cấm kỵ. Nhưng anh ấy đã gạt lòng tự trọng ấy sang một bên, yêu cầu Kuma tha mạng cho Luffy. Còn mình sẽ hứng chịu mọi thương tổn thay cho thuyền trưởng như một cái giá phải trả. Đấy mới là một thủy thủ đoàn chân chính, một người thuyền phó thay thế vị trí captain khi mà Luffy không có mặt. Zoro từng làm điều tương tự nhiều lần, nhưng lần ở Three Bắc mới là khoảnh khắc ngầu nhất. Anh giữ đúng lời hứa trước mặt Mihawk: tôi sẽ làm mọi cách để Luffy trở thành vua hải tặc. Chính miệng Kuma thừa nhận rằng con trai Dragon đã có những người đồng đội tuyệt vời. Khoảnh khắc Sanji đi tìm anh đầu tảo và nhận ra một biển máu, Zoro đã nói: không, không có gì cả. Thực sự quá xúc động đúng không anh em? Dám cá là bất cứ ai xem đến phân đoạn này đều phải nổi da gà vì bản lĩnh của phó mã tương lai của tộc Kozuki. 3. Sanji lần đầu mặc Red Sui. Được mệnh danh là con ghẻ, con rơi, con hời, con rớt, Sanji có nhiều pha xử lý, phải nói là đi vào lòng đất.
Ấy vậy, đã là cặp cánh vua hải tặc thì nó khác với cánh tay trái lắm, không phân biệt mạnh yếu như nhau cả. Anh ba nhà Vinsmoke không hề thiếu những khoảnh khắc để đời, đặc biệt liên quan đến gái đẹp là như là auto ngầu bá cháy. Còn nhớ trước time skip, Sanji ở phần đầu trời từng có giây phút tương tự Zoro, cứu Usopp và nhận chiêu thức xét giật cực mạnh từ Enel. Sau time skip ở Pang Hazard, anh ba còn bá hơn. Với Haki quan sát thấu thị phụ nữ, Sanji đã kịp thời xuất hiện cứu Tazuki trước mũi chân của Virgo. Nhưng đó thì vẫn chưa là gì so với khoảnh khắc mình cho là lấp lánh của anh ba bựa. Cụ thể, nó diễn ra tại Wano Quốc, thời điểm vừa kết thúc đảo bánh và lông mày xoắn được thừa kế bộ Red Sui hắc vô ảnh từ ông già rớt đờ. Cần phải nói, đây là bộ giáp vô cùng nổi tiếng. Theo lời lo đến từ biển Bắc, hắc vô ảnh là kẻ thù không đội trời chung của hiệp sĩ biển cả, với khả năng tàng hình ẩn thân bá đạo. Sanji test trang phục mới trong trận chiến khè thằng Pet One ở gần Kinh Đô Hoa. Pha biến hình lồng lộn phải nói là mãn nhãn, y hệt mấy bộ siêu nhân tuổi thơ. Tấm áo choàng hào nhoáng với màu đen chủ đạo, cặp kính Black Eye càng khiến anh ta ngầu hơn bao giờ hết. Đôi chân được trang bị tên lửa bay lượn, rồi còn bộ giáp chống đạn kháng lửa, quá nhiều thứ điên rồ cho một bộ đồ triệu đô. Pha biến hình kết hợp độ đẹp trai của anh ba khiến cho mọi con tim rung động. Một thanh niên cứng như Toraolo cũng phải há hốc mồm trước sự tráng lệ của nó. Thằng nào ở biển Bắc mà không mê cơ chứ? Tự hỏi, nếu lúc đó có Luffy hay Chopper ở đấy thì sao nhỉ? Ôi giời, idol anh ba thì đen mất thôi. Này nỉ mãi không xài, đợi vắng mặt lại biến hình, tiếc dễ sợ. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã quá quen với hình ảnh hắc vô ảnh của Sanji. Khoảnh khắc lần đầu sử dụng Red Sui được xem là kinh điển nhất, mở hàng cho những pha biến hình ảo lòi sau này. 4. Usopp thức tỉnh Haki quan sát ở Dedosa. Nói về đấng, có quá nhiều thứ tuyệt diệu, mạn phép được chọn một trong những số khoảnh khắc bình thường nhất của ngài. God đi Usopp, người bình thường, giải cứu những kẻ phi thường, đó là thứ sức mạnh chỉ có đấng mới đạt được. Không dưới 3 lần, sự có mặt tưởng chừng góp vui cho Usopp lại mang tới chiếc chìa khóa quan trọng. Anh em hẳn vẫn nhớ như in kèo đấu với Perona chứ? Một đối thủ hạ đẹp những thành viên mạnh nhất bao gồm Luffy, Zoro hay trận đấu hách náo ăn may đỉnh cao ở Zerosa đánh bại chủ chốt Sugar, giải thoát toàn bộ nô lệ ở đây. Trên tất cả, đối với một xạ thủ thiên mạnh vai trò hỗ trợ, giây phút đứng thức tỉnh Haki quan sát mới xứng đáng nằm ở vị trí top 1. Ngài ít khi thể hiện độ ngầu lòi, nhưng một khi đã ra tay thì ai cũng phải cúi đầu. Từ khoảng cách vài cây số bị che khuất tầm nhìn bên trong lâu đài cộng thêm sức gió khó lường, thế mà Usopp bằng một cách vi diệu vẫn làm được điều không tưởng. Trong giây phút tất cả tuyệt vọng, Sugar tiếp cận quá gần hai kẻ chủ mưu là Luffy và Law. Chỉ với một cú chạm coi như liên minh đã thất bại. Ngài đã xuất hiện giải cứu nhân loại khỏi lầm than, giây phút ngàn cân treo sợi dây chun. Đôi mắt Usopp nóng rực lên hóa đỏ, khiến cậu nhìn thấy hình bóng của ba người bên trong lâu đài cách vài km. Kết hợp 30 năm chơi Gunny điêu luyện, đứng canh đúng sức gió, tạo hai lần đẩy đầu đạn hướng đến vị trí của Sugar. Cậu thực sự thành công ngoài mong đợi, khiến cô bé ngất xỉu, cứu hai thuyền trưởng trong găng tấc. Đừng hỏi tại sao, với ngờ đấy lần tỏa sáng, một người chuyên tấu hẻ như Usopp lại bị truy nã là gần 200 triệu Berry, vượt cả anh ba Sanji thời điểm đó. Khoảnh khắc khiến chúng ta nhận ra đứng sắp đạt tới giấc mơ, chiến binh dũng cảm của biển cả. 5. Nami. Luffy sẽ là vua hải tặc. Nằm trong bộ ba yếu đuối, không mấy lần được người khác nhớ đến vì vai trò chủ yếu là hỗ trợ từ xa. Rất may mắn khi ở Wano này, chỉ đạn Nami cũng có vài lần được độc giả chú ý đến. Giây phút cô thốt lên trong mắt người khác, vua hải tặc Luffy chắc chắn sẽ trở thành. Dù không hào nhoáng, bóng bẩy như những con quái vật trong băng, nó mang lại một ý nghĩa sâu sắc. Nami là người duy nhất không có năng lực trái ác quỷ, không có thể chất. Tất cả những gì chỉ đại có là một bộ não thông minh cộng với khả năng của một miêu tặc. Cô rất sợ đối đầu với những kẻ mạnh, thường tìm cách chạy trốn là trên hết. Nhưng câu nói ở chapter 995 khiến chúng ta có một cái nhìn khác đáng suy ngẫm hơn. Từ sau vụ việc, Luffy vì tất cả bảo vệ Nami ở ngôi làng của cô. Giây phút đó cô gần như trao trọn ước mơ vào người thuyền trưởng. Dù hàng ngày hay quát tháo đánh đập cô lù, hãy nhìn cái cách Nami ôm chặt Luffy ở đảo dâu sẽ đủ hiểu hơn hết. Chỉ đại thương thuyền trưởng như thế nào, đó là lòng trắc ẩn sâu sắc. Trải qua nhiều biến cố cùng với nhau, nữ thần chiến binh chưa bao giờ có suy nghĩ xấu về Luffy. Tất nhiên buồn miệng nói xấu thì rất nhiều rồi,
Thế nên, khi mà bị Ulti vô lý và đe dọa thốt lên những lời sỉ nhục thuyền trưởng, Nami dù rất sợ, khóc sưng cả mắt, được Usopp bảo rằng hãy đến nói dối để bảo vệ tính mạng. Nami thì vẫn quyết định nói lên tiếng lòng của mình. Cô khẳng định thuyền trưởng Uzum sẽ là người trở thành vua hải tặc. Cô thậm chí thừa biết sau câu nói này rất có thể bị móng vuốt của Ulti cào đến chết. Đó mới thực sự là khoảnh khắc ngầu nhất của Nami, một cô gái yếu đuối về thể chất nhưng lại có một trái tim dũng cảm và mạnh mẽ. 6. Chopper mang Kaido tới đây. Tuổi trẻ, ngây thơ và bồng bột, Chopper là điển hình của những thanh niên chưa trải sự đời. Cậu nhóc bé tuổi nhất trong băng, không thể tránh khỏi những hành vi vô thưởng vô phạt. Nhiều năm đi theo hai thánh nhây, Usopp, Luffy, khiến Chopper từ một chú bé tuần lộc bé bỏng, giờ đã to gan hơn cả thượng đế. Nói về chú chồn mũi xanh, hẳn anh em sẽ nhớ ngay đến tính cách trẻ con, dễ thương đúng không? Đừng quên trước time skip, Chopper từng đóng vai ác, tên côn đồ bắt cóc Nami, Zoro làm con tin nữa đấy. Bỏ qua chuyện cậu bị anh đầu tảo ép buộc trở thành du côn, phần tính cách ngây dại của cậu vẫn là điểm nổi trội nhất. Danh xưng chủ tịch không phải có tiếng mà không có miếng. Ở Wano, cậu hợp cạ cùng với Tama tạo thành bộ đôi ninja ưu tú phá đảo thế giới ảo. Chopper từng cưỡi pet khủng là Big Mom dụ bà đi đến Udon để cứu Luffy. Sau đó thì còn ra lệnh cho mẹ lớn quậy banh nóc nhà tù, hơi bị chất đấy. Đỉnh điểm khi mà băng Usopp tái hợp chuẩn bị tổng tiến công Onigashima, cậu vì quá hào hức được Kinemon tặng cho bộ đồ samurai liền sướng miệng tuyên bố: "Bring me Kaido, mang Kaido tới đây, ngay và luôn." Thời khắc chất như nước cất, khoảnh khắc hiếm hoi mà Tony Chopper biết diễn cảnh ngầu lòi. Cái tầm của chủ tịch thì quá bá rồi. 500 milli tuyên bố 4 tỷ 6 là đồ con muỗi, tuổi gì ăn được chủ tịch. Pha ngáo đồ này thì xứng đáng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chủ tịch. Anh em thì không thể tìm ra một khung hình nào khác phản ánh quá logic tính cách của bác sĩ băng Usopp nữa đâu. 7. Robin hóa thành ngạ quỷ. Hàng ngày hiền lành thế thôi, đừng bao giờ nghĩ chị đẹp Robin dễ sơi nhá. Cô từng là trợ lý đắc lực của ông trùm xã hội đen Crocodile đấy. Được mệnh danh là đứa con của quỷ, 8 tuổi đã lọt vào tầm ngắm của chính quyền. Cho đến hiện tại, mức độ nguy hiểm của Robin vẫn y như vậy. Tưởng đâu Arc Enderby họ sẽ buông tha, nhưng mà không, thậm chí tên tuổi của chị đẹp còn vươn xa hơn nữa. Ban đầu là Big Mom, rồi đến Kaido, cuối cùng là CP0 cũng tham gia vào cuộc đưa chị đẹp về đội. Người phụ nữ được cả thế giới săn đón là đây chứ đâu. Tất nhiên trong video này, mình sẽ không đề cập đến hình ảnh đáng quên Robin nhìn thấy tin tức Luffy bị Kaido tống giam nhá. Nhắc lại, mình sẽ không nói quá nhiều về nó, bởi vì có tốt đẹp gì đâu. Đây này, anh em nhìn đi, một bầu trời nọng thật không muốn xem lại nữa, tội chị tôi. Và trong tất cả những pha hành động gay cấn của chị đẹp, mình cũng chọn được hình ảnh đẹp nhất, chắc chắn anh em sẽ đồng tình. Đó là pha hóa ngạ quỷ đen cực kỳ chất ở chapter 1021, rất đúng với danh xưng đứa con của quỷ. Robin thì quá ngầu trong khung cảnh đó. Cô mọc cánh hóa dạ quỷ, nhìn vô cùng đáng sợ, vẫn giữ nguyên được vẻ quyến rũ. Dù cô hóa thành gì, chị đẹp thì vẫn mãi tuyệt vời nhất. Cô đã dùng hết sức để hóa ngạ quỷ hạ gục Tobirbo cao lớn là Black Maria. Thực sự chưa bao giờ nghĩ Robin sẽ có lúc ngầu đến thế. Pha này mà có anh ba bựa ở đó thì thôi rồi luôn, khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng. 8. Franky ủi sấp mặt Big Mom. Mọi người ấn tượng điều duy nhất ở Franky kể từ sau time skip có phải là những món đồ chơi xịn sò anh tạo được từ phòng thí nghiệm cũ của tiến sĩ Pika Pang. Thật vậy, sau 2 năm, không chỉ thay đổi nhân diện cao to hơn, chiếc xịp đỏ chứ danh của anh cũng được thiết kế big size để vừa vặn với chỗ cần vừa vặn. Chỉ tròn 2 năm ngắn ngủi, Franky trở thành một người máy còn bá hơn rất nhiều so với bọn pacifista của chính phủ. Trang bị đầy đủ hàng ngựa trên người, một mình anh là đủ chơi toàn bộ đám cyber quý bắp đó. Hơn thế nữa, Franky nổi tiếng với bộ giáp Shogun bất khả chiến bại, khi mà tách nó ra tạo thành các cỗ máy di chuyển linh hoạt. Còn khi mà kết hợp lại, một đại tướng sẽ xuất hiện. Ở phần mở đầu Onigashima, Franky đã giao cho Chopper và Usopp điều khiển chiếc Brachio Tank, còn mình thì dùng chiếc Kuraisai FAU-4 đi hướng ngược lại. Khi Big Mom tái hợp với Kaido càn quét khu sân khấu, khiến cho Liên Minh bị xáo trộn, Franky đã dùng chiếc siêu xe này ủi sấp mặt mẹ lớn, tạo điều kiện để Robin và Jinbei phối hợp đẩy bà ta khỏi lâu đài. Nó không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ đồng đội, pha tỏa sáng này của Franky phản ánh rất chính xác phong cách chiến đấu của anh. Hào nhoáng, lộng lẫy, rực rỡ, đã sáng là phải sáng nhất khung hình. Super! Tất nhiên, sau đó anh còn kết hợp với hai cỗ máy để tạo thành Shogun Đại Tướng Quân.
Nhưng mình thì vẫn đánh giá pha hất tung Big Mom bằng Crossai FAU4 mới thực sự để lại dấu ấn. Còn anh em nghĩ cái nào mới hào nhoáng hơn? 9. Brook chém Big Mom ở đá bánh. Gương mặt thương hiệu Famicansi, cựu thành viên băng Rambo, Brook đàn chú, đàn anh của thế hệ những Roger dâu trắng sau này. So về vai vế, Big Mom đối với Sao King không có tuổi sánh vai. Lúc Brook cùng với băng tung hoành ở Đa Hải Trình, Roger mới chỉ là một tân binh sáng giá. Thế nên không quá lạ khi mà ông Sương đứng trước mặt Big Mom lại không hề thay đổi sắc mặt. À, thực ra thì ông làm gì có mặt đâu. Mẹ lớn dù là một tứ hoàng hùng mạnh cũng phải bó tay trước tiền bối của mình. Thiệt chứ rút cạn tuổi thọ kiểu gì khi mà Brook đã chết hơn 50 năm nay. Quý ngài Rambo còn có nhã ý xem quần chip của Mama khiến khán giả cười ra nước mắt. Ông tận dụng chiến thuật dương đông kích tây, giả làm đồ chơi dưới cổng sừng Big Mom rồi bất ngờ copy luôn tấm hồng phiến giá trị. Chưa hết, Brook còn tiện tay để lại vài vết chém lạnh sống lưng. Cú chém đó đặc biệt tăng cường sát thương đối với những người sử dụng năng lực liên quan đến linh hồn. Một chọi một tứ hoàng không hề tỏ ra sợ hãi. Khoảnh khắc để đời của già dây bờ nhất One Piece, phận con cháu tuổi gì ăn được bậc tiền bối anh em nhở. Đó là lý do tại sao ở Wano, dù đối đầu với rất nhiều thành viên khác, Big Mom thì vẫn được tác giả ưu ái, không đụng độ với Brook thêm lần nào nữa. Nếu không Sao King lại phải chiếm hết spotlight rồi. 10. Jinbei lái Sunny vượt sóng dữ. Nằm trong số kẻ hiếm hoi không bị tác dụng của trái Surusuru, Jinbei nổi tiếng với câu nói: "Ta là thuyền viên vua hải tặc tương lai, tại sao ta phải sợ một tứ hoàng?" Cuối phần đảo bánh, thuyền trưởng băng mặt trời đồng ý gia nhập theo lời mời của Luffy. Nhưng mà cũng trong tình cảnh nguy hiểm, Jinbei đã quyết định lái con tàu Sunny vượt qua cơn sóng dữ do Big Mom tạo nên. Với sức mạnh của mình, mẹ lớn dễ dàng đàn áp băng bù dơm chỉ với phân nửa thành viên. Đồng thời muốn trả thù Jinbei vì bỏ liên minh theo phe địch. Cơn sóng thần ấy nếu đánh trúng Sunny, toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu sẽ rơi xuống biển hết. Và thật may mắn đã có hiệp sĩ biển cả xuất hiện vô cùng đúng lúc. Thay thế vị trí tạm thời của Funaki, Jinbei cầm chặt bánh lái, lên ga xuống số, vít đi như một cơn gió. Ông khiến Sunny uốn lượn theo từng đợt sóng. Nhìn cái cách Jinbei làm chủ con tàu, dù mới là lần đầu tiên, chắc hẳn ai nấy đều phải ngước nhìn. Ông tận dụng đợt sóng của Big Mom luồn vào từ bên trong, dễ dàng vượt qua nó, khiến nữ tứ hoàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đến những người đồng đội mới còn không dám tin vào mắt mình. Kỹ năng lượn lách đánh võng quá đỉnh so với độ tuổi của ông. Dân chơi hệ phượt thủ chính hiệu có khác. Tuy vậy, vì phải ở lại cầm chân Big Mom, mãi đến phần Onigashima, Jinbei mới comeback và chính thức trở thành thuyền viên trong băng hải tặc mũ rơm. Ok, trên đây là video tôn vinh 10 khoảnh khắc ấn tượng của từng người. Anh em muốn mình làm về chủ đề gì tiếp theo, bình luận bên dưới nhé. Rồi, sẽ cùng đến với chuyên mục quay số, lên sóng 3 chiếc comment may mắn từ video trước. Bạn Xuân Vinh Nguyễn, lúc nào học online cũng lén mẹ coi video của anh. Ôi, như thế thì không được đâu, cô giáo của bạn lại bảo mình đấy, chết tươi luôn. Và bạn tiếp theo, bạn học xứ CVZero, chắc phải đi bán 1 tỷ gói mè thay vì kem đánh răng rồi. Gớm, bán được 1 tỷ gói mè thì chưa chắc nắm tay được chị đẹp Robin đâu. Và cuối cùng, bạn thích chơi game. Em nghĩ Akenu rất dễ là gián điệp của quân cách mạng. Vâng, bạn là nhất, nhất bạn, rửa tay các phím thôi bạn ơi. Và đừng quên để lại comment bên dưới video này để có cơ hội lên sóng số tiếp theo nhé. Ấn nút đăng ký kênh nếu chưa làm điều đó giúp bọn mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở clip ngày mai. Bye bye. Nóng nóng nóng, băng hải tặc Sâm Soi đang chiêu mộ các thành viên đoàn. Hãy ghé Facebook search One Piece Sâm Soi, chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhé. Nhớ đấy, thuyền trưởng Sâm Soi đang đợi bạn, link nhóm ở mô tả nha.